Ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, chú phường Trung Hòa Cầu Giấy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo buộc, bà Hạnh thành lập công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ tháng 8 2017. Theo tài liệu của Công an quận Cầu Giấy, công ty Mỹ Hạnh Group Sâm Ngọc Linh – đăng ký 58 ngành nghề kinh doanh, thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến. Cơ quan công an xác định không có gói vay đãi 16.000 tỷ đồng nào của chính phủ cho công ty này, cũng không có những dự án trồng sâm được cấp phép tại các địa phương liên quan. Với chiêu trò này, bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Sau đó bà Hạnh dùng một phần tiền huy động được để trả lãi cho nhà đầu tư. Đầu tiên chúng tôi cũng chưa tin tưởng lắm nhưng mà uh, bằng cái chiêu thức là thời gian đầu là trả lãi rất là đầy đủ, sòng phẳng. Thế là chúng tôi cũng tin tưởng thì chúng tôi uh, gọi cả anh em, bạn bè, hàng xóm, cứ có bao nhiêu cả lãi trả được bao nhiêu chúng tôi lại gom tiếp vào gửi những lần sau. Thế chúng tôi gửi được uh, đến tháng 10, đến tháng 9 năm 2022 thì đùng một cái là tháng 10 là không trả một đồng nào luôn dường hẳn luôn không trả một đồng nào luôn. tức là những người mà như chúng tôi đã góp rồi là không trả nữa. Phạm Mỹ Hạnh nói là đã mua đất thì trả chúng tôi một đất, nhưng khi chúng tôi đòi hỏi đất thì lại lại không có đất. Lấy tiền của người đóng sau trả lãi cho người đóng trước là cách thức huy động vốn. Những bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên đã gây rất nhiều khó khăn cho điều tra xác minh. Khi ký hợp đồng đầu tư góp vốn, người dân được hứa hẹn sau một năm sẽ trả cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng là 2%. Đã có hàng nghìn người tham gia góp vốn Tuy nhiên khi đến hạn tất toán Rất nhiều người không nhận được tiền Rất nhiều các nhà đầu tư cũng rất là bức xúc Mà tôi cũng đã trực tiếp gọi rất nhiều lần Vào những cái đề, uh, số điện thoại Mà để mà uh, gọi cho Mỹ Hạnh trực tiếp Nhưng mà cũng không được Mà tôi cũng đã gửi đơn trực tiếp rồi Nhưng mà cũng không thèm trả lời Thì không biết là Coi cái nhà đầu tư là cái gì. Của riêng bản thân em thì là có 4 hợp đồng và tương đương với số tiền là 550 triệu. Thì Mỹ Hạnh khi mà ký kết ý, thì Chủ tịch Mỹ Hạnh có cam kết sẽ thanh toán lãi cho hàng tháng vào những các cái ngày cố định khi mà mình ký kết. Đến bây giờ là các như rất nhiều hợp đồng đến kỳ hạn lấy cả gốc rồi mà bản thân nhà đầu tư của em và cũng không thể lấy được tiền gốc về. Hiện trên địa bàn tỉnh Con tum Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý cho sương Ngọc Linh tại 9 xã của hai huyện Tum Rồng và Đắk Lây. Tuy nhiên hiện tại lại có một công ty vẽ ra vĩnh cảnh trồng Sương Ngọc Linh tại vùng Mang Đen, huyện Con Plong là địa danh ngoài vùng chỉ dẫn địa lý. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, công ty Mỹ Hạnh Group được thành lập năm 2017. Theo giới thiệu, năm 2018, công ty phát triển vùng trồng sâm tại tỉnh Quảng Nam và Con Tum. Công ty hoạt động nghiên cứu trồng sâm ngọc linh và dược liệu, sản xuất và phân phối sản phẩm sâm ngọc linh. Công ty cam kết sản phẩm sâm ngọc linh xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, sở hữu vùng trồng nguyên liệu lớn tại tỉnh Con Tum và Quảng Nam. Với dự án tại Con Tum, công ty Mỹ Hạnh Group giới thiệu dự án Mỹ Hạnh Group Farm nằm trong chuỗi các dự án đồng hành với tỉnh Con Tum trong việc phát triển cây dược liệu, đưa Con Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm của khu vực và cả nước và phát triển dược liệu và trồng sâm ngọc linh là một trong những chiến lược mũi nhọn của Mỹ Hạnh Group. Hiện công ty Mỹ Hạnh Group có hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Công đã được Mỹ Hạnh Group mua lại năm 2019, đang triển khai dự án tại xã Mang Cành, huyện Công Công ty Mỹ Hạnh Group đang từng bước triển khai dự án trồng sương ngọc linh tại đây. Đại diện hợp tác xã cho biết hiện dự án đang đầu tư hạ tầng để đưa sương ngọc linh từ Quảng Nam qua trồng. Chiến lược của tập đoàn tập trung phát triển các sản phẩm từ dâm đã triển khai ở Quảng Nam vài năm nay qua mọi khó khăn từ ngày đầu thành lập, bước đầu liên kết với quy mô nhỏ lẻ của các hộ trồng sâm ngọc linh tại Công Tum, tại Nam Trà My. Đến nay, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã phát triển vùng nguyên liệu trên 100 ha tại Măng Đen, 60 ha tại núi Nam Trà My. Trước thông tin trên, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không có công ty nào tên Mỹ Hạnh Group tham gia trồng sâm ngọc linh. Nếu thông tin ở Măng Đen trồng sâm ngọc linh họ chẳng qua trồng thăm dò và thử nghiệm. Trong khi đó tại Con Tum, công ty Mỹ Hạnh Group gần như không ai biết. Trong số 5 công ty được tỉnh Con Tum cấp phép trồng sâm ngọc linh, không có công ty Mỹ Hạnh Group, hay hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Công Plông tại xã Măng Cảnh, huyện Công Plông. Là người có thâm niên 25 năm trồng sâm ngọc linh, ông Á Sĩ, bí thư đảng ủy xã mang Ri, huyện Tùm Rồng cho biết, sâm ngọc linh chỉ trồng trên núi ngọc linh mới là sâm ngọc linh. Ông Á Sĩ khẳng định, sâm trồng trên núi Ngọc Linh mới đem lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Sâm Ngọc Linh mà đem đi trồng ở vùng khác thì trở thành sâm khác. Thổ nhưỡng, khí hậu, tính đặc hữu ở đây khác so với mọi miền của đất nước. Công ty Mỹ Hạnh Group thành lập năm 2017, đến nay sau 5 năm, nhưng công ty đã có hàng chục sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh mang thương hiệu của riêng mình. Trong khi đó với sâm Ngọc Linh, sâm củ phải được trồng ít nhất 6 năm mới khai thác để chế biến ra sản phẩm. Mặc dù chưa trồng sâm ngọc linh tại Con Tum, nhưng công ty Mỹ Hạnh Group đã kêu gọi các nhà đầu tư vào dự án Mỹ Hạnh Group Farm tại huyện Plong, Con Plông, Con Tum. Một dự án trồng sâm ngọc linh ở ngoài vùng chỉ dẫn địa lý sâm ngọc linh. Để thuyết phục nhà đầu tư, Mỹ Hạnh Group còn tung ra hàng loạt hình ảnh vườn sâm ngọc linh đã được trồng bài bản, một số hình ảnh đẹp, bắt mắt. Trong đó có một số trùng khớp với vườn sâm của các công ty trồng sâm được tỉnh Con Tum cấp phép trồng tại núi Ngọc Linh. Trong cái đề án á, đó thì họ cũng không nói là đề án là nội dung nghiên cứu khoa học là gồm những nội dung gì họ cũng không có thông tin với xã với huyện nhưng mà họ có có nhiều lần họ đem cái biên bản họ tự biên soạn chắc là theo mẫu của yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học gì đó là xác nhận cho là uh, nhờ thôn nhờ xã xác nhận là có liên kết với người dân để trồng sâm ngọc linh tuy nhiên chúng tôi không xác nhận và kiên quyết không xác nhận bởi vì sao họ không liên kết thì chúng tôi không xác nhận theo lời giới thiệu trên website kêu gọi đầu tư của mỹ hạnh group quy mô vườn dược liệu sâm ngọc linh lên đến 10.000 10 mét vuông được đầu tư chăm sóc chuẩn kỹ thuật áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến ngoài việc trồng và khai thác sâm ngọc linh tại mỹ hạnh group farm mỹ hạnh group có quy hoạch bảo tồn nguồn sông gốc và cung ứng cho nhân dân trồng phát triển. Trước thông tin trên, ông Trần Nút, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam khẳng định, các doanh nghiệp trồng sâm ngọc linh tại tỉnh Quảng Nam không có công ty tập đoàn Mỹ Hạnh Group. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện đang có 15 doanh nghiệp được thuê môi trường rừng để trồng sâm ngọc linh và không có Mỹ Hạnh Group. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng chưa có doanh nghiệp nào đủ năng lực trồng sâm ngọc linh ở Quảng Nam với số lượng lớn để di thực đi trồng nơi khác tại trang chủ sơn ngọc linh mỹ com các sản phẩm mang thương hiệu sơn ngọc linh của mỹ hạnh group khá đa dạng lên đến hàng chục sản phẩm như sâm lát ngâm mật ong dầu gió sơn ngọc linh rượu sơn ngọc linh nước uống bổ dưỡng nước yến sữa bột viên ngậm viên sủi sơn ngọc linh hàng loạt sản phẩm được chế biến từ sơn ngọc linh được công ty giới thiệu quảng bá tuy nhiên trả lời báo chí bà phạm mỹ hạnh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh cho biết công ty đang chú trọng sản xuất các sản phẩm liên quan đến hồng đẳng sâm. Đây là cây sâm gần giống như sâm Hàn Quốc, nhưng chất lượng saponin hồng đằng sâm Việt Nam là rất cao và đang được trồng ở Nam Trà My, Con Tum. Và hiện tại công ty lấy hồng đẳng sâm là sản phẩm trọng điểm. Để thuyết phục nhà đầu tư, công ty Mỹ Hạnh Group không ngừng xây dựng hình ảnh đẹp của các vườn sâm Ngọc Linh ở cả Quảng Nam và Con Tum là hai địa phương có chỉ dẫn địa lý về sâm Ngọc Linh. Tấn trung tâm à triển khai công tác quy hoạch trồng và phát triển sông Linh đó thì trong vùng quy hoạch này thì huyện Công Long không có trong vùng quy hoạch trong và phát triển sông Linh. Thứ hai là về trong cái chỉ dẫn địa lý mà đã được bộ khoa nghệ cấp cho hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum thì huyện Công Long thì không nằm trong cái vùng chỉ dẫn địa lý trồng sông Linh. Đó thì tất cả các hoạt động ở trong sông Linh cho bàn huyện Công Long hiện nay thì vẫn chưa triển khai thực hiện. Cụ thể dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plong của hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plong có mục tiêu bảo tồn phát triển dược liệu như sâm dây, đảng sâm, bảo tồn một số dữ liệu tự nhiên như cốt toái, lan kim tuyến, chè dây, rào cổ lam, riêng sâm ngọc linh hoàn toàn không có trồng. Vậy nhưng công ty lấy dự án này để thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của sâm ngọc linh. Công ty Mỹ Hạnh Group chưa trồng sâm ngọc linh, nhưng trên website của mình công ty giới thiệu nghiên cứu trồng sâm ngọc linh, sản xuất phân phối sản phẩm sâm ngọc linh là chiến lược mũi nhọn của doanh nghiệp công ty mang trong mình sứ mệnh bảo tồn giá trị quý báu của loại dược liệu quý này, đồng thời mang sâm ngọc linh đến gần hơn với người Việt Nam và thế giới. Báo cáo thành tích tại cuộc họp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021, bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mỹ Hạnh Group từng quảng bá, vượt qua mọi khó khăn từ ngày đầu thành lập. Bước đầu công ty liên kết với các hộ quy mô nhỏ lẻ trồng sâm ngọc linh tại Co Tum, Quảng Nam. Đến nay, công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã phát triển vùng nguyên liệu trên 100 hecta tại Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, 60 hecta tại núi Nam Trà Mì, tỉnh Quảng Nam. Đối với cái hợp tác chuyện chít hơn ấy, thì qua thanh tra kiểm tra và 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 xác minh của các cơ quan chức năng thì khẳng định là ở trên vườn và cái trong cái khu vực dự án ấy, là không có cái cây dược liệu là cây sâm ngọc linh. Cái thứ nhất khẳng định. Cái thứ hai là đặc điểm phân bổ và quy hoạch vùng cũng như đặc điểm sinh thái thì cái ở cái khu vực hợp tác xã Thi Sơn không thể đầu tư phát triển cây sâm ngọc linh. Được biết toàn tỉnh Kon Tum hiện chỉ có hơn 6 hecta sâm ngọc linh, chưa kể diện tích của hai doanh nghiệp được tỉnh công nhận. Tại tỉnh Quảng Nam chỉ có hơn 34 hecta của 12 công ty trồng. Đây là hai địa phương có trung đỉnh núi ngọc linh. Số liệu thực tế chỉ có vậy, nhưng công ty cổ phần tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam công bố có tới 600 hecta Sâm Ngọc Linh trên hình núi này. Để bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh, quốc bảo của Việt Nam, đã đến lúc chính quyền hai tỉnh Con Tum và Quảng Nam, nơi có chỉ dẫn địa lý về Sâm Ngọc Linh, cần làm rõ thông tin các công ty doanh nghiệp lợi dụng thương hiệu Sâm Ngọc Linh để trục lợi bất chính.